Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào tính giả gọi đến từ Đắk Lắk. Đắk à, Lắc Lắk đâu ạ? Chào chương trình ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? À, tôi nói chung là cũng đứng tuổi rồi, năm nay 57 à. rồi. Rồi, Có xin đấy, lỗi chào thì anh. Thắc mắc là trong thời gian gần coi hai ba tháng là lại đây là, là, là thứ nhất là nó mất ngủ, thứ hai là về cái sinh lý là nó không có một cái cái ấn tượng gì không? không có một cái sự thăng hoa mới gì hết. Rồi. Năm mấy là năm mấy rồi anh? À, 57 đó. À 57 tuổi. Thế và cái sự thăng hoa mà như anh nói là nó mất đi từ cách đây bao nhiêu năm rồi? Từ 3 đến 5 tháng đó lại đây. À mới có 3 đến 5 tháng năm thôi. Nó mất ngủ đó. Ồ thế bà nhà mình là sinh năm bao nhiêu và bao nhiêu tuổi rồi? À, bà kém hơn 2 năm tuổi tức là năm nay 52 rồi. À 52 tuổi. Bà ấy năm hai ông thì năm bảy thế và nửa năm nay thì khoảng nửa năm nay thì ông cảm thấy là là là, là cái nhu cầu nó cũng giảm sút đi đúng không thế còn cái tình trạng của bà ấy thì như thế nào có giảm sút à, đi không bà thì cũng vẫn bình thường ạ ờ à, rồi thế là nội ngoại có bao nhiêu đứa rồi vậy anh à nói trong nội ngoại thì được hai xuôi năm cháu rồi ờ có hai xuôi ba ngoại rồi hai xuôi năm cháu nội ngoại rồi thế mà ông thì vẫn mong muốn như thầy 25-30 ba chục đúng không <laughs> rồi, nói chung là thấy mình cảm thấy cái đường như thế mình nói nó kém quá cho nên cũng gọi điện cho chương trình để nhờ tư vấn cho ông rồi thế là thấy yếu thế đã tham khảo kinh nghiệm ở đâu chưa anh à, không cái đó đặc biệt không không dám đúng không chị vũ minh phượng bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé rồi, cảm ơn. vâng xin chào anh ạ Vâng, năm nay anh, Để đã là, là... Dạ vâng, anh đã là sang tuổi 57 rồi anh nhỉ? Dạ. Vâng, về cái tuổi sinh học ấy thì người ta xem như là 57, năm 58 năm và 60. Tất nhiên, lấy cái chốt 60 là coi như xong một cái vòng đời. Và sang một cái vòng tuổi sinh học ấy và sang ngoài 60 ấy là nó sang một cái vòng sức khỏe khác. Và lúc đấy là xuống dốc nghĩa là sức khỏe đấy, xuống dốc nó rất là nhanh. Thế thì đấy là cái mốc 60 tuổi. Ờ, tuy nhiên có người thì đến sớm hơn, có người đến sớm hơn. Ví dụ đến cái tuổi mà người ta gọi là chu kỳ, một cái chu kỳ sống ấy, thì bắt đầu nào là mất ngủ, nào mệt mỏi, nào các cái hứng thú của cuộc đời nó cũng chán đi. Đấy là vấn đề sinh lý anh ạ. À. à, dạ đúng rồi, vâng. Cô đúng như vậy luôn á. À dạ vâng. Thế thì có vẻ như là mình lại trước trước mất 3 tuổi anh nhỉ? Tại vì thường người ta lấy mốc 60 mà. Nhưng mà cũng có thể là năm 7, năm 8, năm 9 đã gặp như thế Và cũng có những người là đến tận 53 à, 6, 3, 6, 4 người ta mới bắt đầu thấy thay đổi thế Là tới cái tuổi đó, tuổi thập cựu dạ. tuổi gần đây vong à, chưa, tuổi chung, tuổi thọ <laughs> bây giờ phải là gần 80 rồi anh ơi thế nhưng mà nói về cái sức khỏe ạ nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn khác ạ đấy vì vậy là anh bắt đầu thấy mất ngủ đúng không và mất ngủ gần, vâng. gần, gần, gần nửa năm này dạ vâng và kèm theo với mất ngủ thì cái cái giấc ngủ nó là cực kỳ quan trọng nó lại nó như là để 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 cho cái cơ thể của mình nó những cái bộ phận quan trọng ấy như là não như tim như phổi như hệ miễn dịch ấy là được làm việc và chủ yếu là thải độc ví dụ như gan là thải độc hoặc là não là nghỉ ngơi à, thì um, cái việc mất ngủ tức là một gánh nặng tức là một một cái yếu tố nó làm sức khỏe mình nó mệt lắm đó và từ cái sức khỏe mà mệt mỏi ấy, thì các cái hứng thú khác trong đấy có cái hứng thú về gần gũi vợ chồng nó cũng suy giảm đi nhá. Yeah. Đấy, nó yeah. nó vừa là yếu tố tinh thần và nó vừa là cái sức khỏe thể yếu tố về thể chất nữa. À, cho nên nó cũng không 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 phải là nếu như anh chị mà không có vấn đề gì gọi là trục trặc trong quan hệ tình cảm vợ chồng thì nó chỉ là một cái điều mà báo hiệu sức khỏe của mình đã bắt đầu xuống dốc. Nhá. Yeah. Nói như vậy có nghĩa là anh với vợ anh có trục trặc gì không ạ? À, nói chung là không mà. Nói à. Cách đây 2 năm thì làm ăn lắm xa suốt. Rồi à, à. kinh tế nó đi xuống rồi đâm ra cái sự lo âu suy nghĩ nó mơ nhiều. ạ. Vâng, vâng. Thế thế và à, đấy là cách đây 5 năm. À, cách đây 2 năm và bây giờ, bây giờ thì... À, bây giờ thì nó cũng sẽ thể hiện ra sức khỏe và sức khỏe của mình nó hơi kém đi một chút thì sớm hơn một vài người vậy thì bây giờ là làm thế nào giải thích cho cái việc mà mình cũng không có ham muốn như là cách đây 5 năm nữa thì nó cũng là một cái yếu tố sinh lý anh ạ như là cơ yeah. vâng, cơ chế sinh học ở trong cơ thể mình ý và và cái thứ hai nữa đấy là về sức khỏe về hệ sinh dục thế còn sức khỏe chung thì anh lại là người mất ngủ cho nên cái thức sức khỏe tổng quát nó cũng sẽ nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến cái gọi là sức khỏe về tình dục Nhá. ờ, ở, đấy là những cái mà nó cũng chưa phải là cái gì nặng cả tuy nhiên nó lại là một cái dấu hiệu báo hiệu rằng đến bây giờ mình phải tập trung vào chăm lo cho sức khỏe trong sức khỏe là có sức khỏe tinh thần và thức sức khỏe về cơ thể ấy ạ, thì uh, hy vọng rằng là anh cải thiện cái chuyện mất ngủ đi, nhá và bằng nhiều cách ví dụ như là dùng các cái thuốc để điều trị mất ngủ hoặc là trong uh, nó có những cái bài mà chữa mất ngủ bằng thiền ạ, rồi rồi là nó có nhiều bài lắm hoặc là châm cứu nó cũng có những cái bài để chữa mất ngủ thì không biết là cơ thể anh nó sẽ đáp ứng với cái loại với cái hình thức nào để chữa mất ngủ nhưng mà rõ ràng mình phải chữa mất ngủ ạ và hy vọng sau khi chữa mất ngủ xong thì thì cái cái việc mà giảm hứng thú với cả vợ ấy nó nó sẽ được cải thiện hơn anh nhá và nếu mà nó không cải thiện hơn thì hy vọng rằng nó cũng không xa suốt nhanh à, bởi vì cái lứa tuổi nó nó đã bắt đầu đi xuống cái thời kỳ gọi là thoái trào rồi mà anh. rồi. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ. Thực ra ở cái tuổi năm bảy thì cũng là ở cái ngưỡng gọi là bắt đầu xuống dốc của tuổi già rồi. Tâm ra là mong muốn mà như thời trai trẻ thì rất là khó. Có cái điều là nó sẽ xuống từ từ hay là xuống đột ngột thì mình cần phải thăm khám mà cụ thể anh nhé.